Xin chào tất cả mọi người đã trở lại kênh bé nhỏ của mình nha. Hôm nay mình đi đánh chim mọi người à. Mình cầm 4 cái bẫy rập chuột à, đi đánh chim à. Mọi người nghe chim nó kêu ghê không? Ở đây nhiều chim lắm mọi người. Người ta đánh bẫy, đánh chim đánh bằng bẫy chim, mình đánh bằng bẫy chuột. Bẫy chuột đánh đa năng luôn mọi người. Bây giờ mình xuống mình đánh chim nha. Mọi người thấy rừng núi đó không? Rất là nhiều chim mọi người. Giờ mình đi đặt bẫy nha. Mình có cầm theo cà chua. Chim ở đây nó thấy gì đỏ là nó vô nó ăn mọi người. Nó thích ăn cà chua lắm. Rồi bây giờ mình lên kia mình đặt bẫy nha mọi người nha. Đây mọi người à, bây giờ mình mới bỏ cà chua vô trong 4 cái bẫy này mọi người. Bây giờ mình tìm mấy cái cây nào để mình bỏ lên mình đánh chim cho mọi người nha. Dính chim gì thì mọi người cùng xem và thưởng thức chim đó nha mọi người nha. Giờ mình đi đặt bẫy nha mọi người. Đây mình đặt xong cái bẫy đầu tiên nè mọi người à. Đó, mọi người thấy không? Đó, bây giờ mình đi đặt cái thứ hai nha. Thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ba cái nữa, mình đi đặt ba cái nữa nha. Đây là cái thứ hai mọi người. Đây cái thứ ba nha. Đây cái thứ tư nha mọi người. Bây giờ mình đặt xong 4 cái rồi, bây giờ mình đi trốn nha mọi người nha. Đi lên kia mình còn mình chơi. Cho nó mà thấy người là nó không dám xuống đâu mọi người. Chim đây khôn á. Nếu nó mà dính đặt dính bẫy thấy chim nào thì mọi người chiêm ngưỡng chim đó nha. Tí nữa mình lên mình thăm. Tổ chim này mọi người mà nó bỏ rồi. Nửa con nó bỏ đi. Giờ mình đi thăm bẫy nha mọi người nha. Đi thăm bẫy coi có dính chim được không. Chim này kêu nhiều lắm mọi người ơi. Ôi dính chim rồi mọi người ơi, dính chim rồi, dính chim rồi. Dính chim mọi người ơi. Một em đã xa bẫy. Đặt mấy cái bẫy mà không biết. Đây mọi người. Ôi chim này chim gì mọi người à. Chim hoành chóc bạch chóc gì á. Quay rõ cho mọi người thấy nha. Chim này chim chóc quạch mọi người à. Chính là mình để ra luôn nha mọi người nha. Để ra để tí nữa mình thăm lại hai cái bẫy khác nha. Còn ba cái nữa. Ba cái nữa mình thăm lên nó dính luôn mọi người. Đây nè mọi người. Bắt được có một con rồi mọi người. Nó kêu la quá trời luôn. Giờ mình cho nó vô cái nhà mới. Cho vô cái nhà mới mua mấy tỷ nè. Đây mọi người. Nhìn nó muốn cắn mình luôn mọi người. Con này cũng hung dữ lắm mọi người ơi. Giờ mình cho nó vô cái nhà mới mua cho nó nha. Mới sắm cho nó luôn á. Nhà mấy tỷ á, nó cắn mọi người, nó cắn mình nè. Nhà nó mấy tỷ luôn mọi người à. Mới mua nhà mới luôn đó, con này hên đó, hên mới được cái nhà mới á. Cắn tay mình mọi người. Cắn nó rồi chịu bỏ đâu. Thả ra. Khi nó thả ra nó không thả đâu mọi người ơi. Nó cắn tay mình. Mình thả nó ra là nó còn chưa thả mình nữa. À, đau quá. Rồi, vô rồi mọi người ơi. Mình cho nó vô, mình cho cà chua rồi vô cho nó ăn nha mọi người nha. Bây giờ mình đi móc nó lên nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.